doanh bởi COVID-19. MWG, công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động. Mới đây, Thế Giới Di Động MWG đã có công văn gửi các đối tác xin điều chỉnh, miễn giảm chi phí thuê mặt bằng để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế do tác động của dịch COVID-19 đối với chuỗi Thế Giới Di Động và điện máy xanh. Theo công văn này, MWG cho biết dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, hiện chưa có bất kỳ thông tin rõ ràng nào về thời điểm chấm dứt dịch bệnh cũng như thời điểm thị trường hồi phục trở lại, đồng nghĩa với việc công ty và toàn thể nhân viên còn phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước. Bằng công văn này, MWG mong muốn nhận được sự hỗ trợ trong việc một, điều chỉnh giảm 50% giá thuê mặt bằng trong 12 tháng và hai, miễn phí chi phí thuê mặt bằng của các cửa hàng trong thời gian phải đóng cửa tạm ngưng kinh doanh theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước. Trước đó vào cuối tháng 3, MWG đã thực hiện tạm đóng cửa một số cửa hàng Thế Giới Di Động và điện máy xanh tại Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của thành phố. Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư mới diễn ra, ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch hội đồng quản trị MWG cho rằng mặc dù đang gặp khó khăn bởi COVID-19 nhưng lỗ là điều không tưởng. Theo ông Tài, điểm hòa vốn của các shop Thế Giới Di Động và điện máy xanh DMS rất thấp, đó là lý do vì sao nhiều ngàn tỷ tiền lời nằm ở đó. Tôi không tin doanh thu sẽ rớt xuống dưới điểm hòa vốn, vì theo tính toán của công ty trước đây điểm hòa vốn của DMS là 5 tỷ, nhưng đó là khi shop phải gánh 100% chi phí thuê mặt bằng và nhân công. Trong khi các loại chi phí đó chúng tôi đều đã cắt giảm được xuống, thì điểm hòa vốn chỉ khoảng 2, 3 tỷ. Với một shop DMS doanh thu 15 tỷ mà rơi xuống 1, 2 tỷ thì anh chả tin có ngày đó, có vẻ hơi khoa học viễn tưởng quá mức, ông Tài chia sẻ với nhà đầu tư. Theo ông Tài, mọi chi phí đều là chi phí biến đổi, kể cả các chi phí như nhân công, chi phí thuê mặt bằng đáng lẽ được tính vào chi phí cố định nhưng công ty đều cắt được xuống, biến trạng thái cố định thành động theo tình hình kinh doanh. Cụ thể, công ty đang thương lượng với các chủ nhà để giảm giá thuê 50% hoặc miễn phí thuê trong thời gian phải đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Nếu đối tác quá cứng nhắc, công ty sẽ xem xét trả mặt bằng và thuê ở vị trí gần đó với chi phí hợp lý hơn. Kết quả kinh doanh được công bố cho thấy MWG vẫn tăng trưởng tốt bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong 2 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 20.541 tỷ tăng 18% và lợi nhuận sau thuế đạt 845 tỷ tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, tháng 3 là thời điểm ảnh hưởng rõ rệt nhất từ dịch COVID-19, MWG cũng cho biết doanh thu tháng 3 của công ty đạt khoảng 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng so với mức 7.621 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tin tức sự kiện về công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động, nếu đạt được 4 mục tiêu thiết yếu này, các chính phủ có thể cân nhắc việc mở cửa nền kinh tế trở lại. Trong trường hợp chúng ta không làm triệt để và dịch bệnh quay trở lại, việc phải đóng cửa kinh tế một lần nữa sẽ là đòn chí mạng với toàn cầu. Một hoạt động phụ thuộc vào hàng không, Taseco EAST, dự kiến lợi nhuận 2020 có thể giảm tới 90%. Taseco E cũng cho biết kế hoạch 2020 được xây dựng dựa trên giả định kịch bản về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ hết dịch vào tháng 7. Thị trường hồi phục dần và trở lại bình thường từ tháng 9, do diễn biến rất khó lường của dịch bệnh, trường hợp diễn biến dịch thay đổi, công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể. 2.3. Bất chấp COVID-19, đây là mảng giúp Samsung bất ngờ đạt lợi nhuận vượt dự báo. Là một trong những ông lớn công nghệ đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý 1, Samsung cho thấy đại dịch ảnh hưởng lên ngành điện tử thế giới như thế nào. 4.5. Ghi nhận doanh thu từ 2019, lãi tiền gửi tăng nhiều giúp VIG lãi cao trong quý tháng 1 năm 2020. Kết thúc quý tháng 1 năm 2020, phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam VIG có doanh thu cao gấp 3 lần cùng kỳ, lãi dòng 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thua lỗ 6.78. 9. Vận tải và xếp dỡ Hải An, HA, năm 2020 dự kiến doanh thu tăng 21%, lãi đi ngang. Năm 2020 vận tải và xếp dỡ Hải An, HA, nhận định nếu không tăng sản lượng, tăng cước vận tải thì kết quả kinh doanh vận tải sẽ lỗ rất lớn. 10. Một sau phiên bùng nổ mạnh, đà tăng của VN Index có thể gặp thách thức tại vùng 750 điểm. Theo công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC, chỉ số VN Index nhiều khả năng tiến đến vùng kháng cự 745 đến 750 điểm trong một vài phiên kế tiếp tại đây. Thị trường nhiều khả năng sẽ chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh trở lại để kiểm định vùng hỗ trợ 700 đến 720 điểm. 2.3. Các doanh nghiệp dược Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh ra sao trước tác động của COVID-19? Trên sàn niêm yết, cổ phiếu dược phẩm được quan tâm nhiều bởi xu hướng ngành chung và là cổ phiếu có tính phòng thủ tốt trong bối cảnh dịch bệnh. 4.5. Cẩn trọng với giao dịch của khối ngoại. Dù Việt Nam đang làm rất tốt trong công cuộc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nhưng nhà đầu tư cần lưu ý khối ngoại vẫn đang ròng rã bán, tránh mua đuổi giá bởi khả năng bull trap để khối ngoại rút vốn là điều có thể đang xảy ra. 6.7. Thị trường chứng khoán nỗ lực giữ giá, áp lực bán cao sau phiên tăng lịch sử. Dù có lúc dòng tiền ngập ngừng trước lực bán từ khối ngoại nhưng niềm tin của nhà đầu tư nội đang cao hơn bao giờ hết, dòng tiền bắt đáy tiếp tục đẩy nhiều cổ phiếu lên cao. 8.9. Nếu dịch COVID-19 kéo dài hết tháng 6, chỉ còn 15% DN duy trì hoạt động kinh tế vĩ mô đầu tư một ngày trước. Nếu dịch COVID-19 kéo dài đến hết tháng 6 năm 2020, chỉ còn 14.9% DN duy trì được hoạt động, 32.4% DN sẽ tạm dừng hoạt động. 10. Một với hai cú sốc từ nghị định 100 và COVID-19, chuyên gia chia sẻ gì về cắt giảm chi phí và cộng sinh để tồn tại trong ngành F&B? Trả lời trí thức trẻ tiến sĩ Ngô Công Trường, chuyên gia tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp, chủ tịch Zone và Partner, chia sẻ, doanh nghiệp nào qua đợt này nếu sống tốt thì nhiều khả năng sẽ dẫn dắt thị trường, thậm chí còn ôm trọn thị trường.
2.3577 NBB, năm 2020 tổng doanh thu sẽ đạt 3.200 tỷ đồng, cao gấp 4 lần 2019.